tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đồng minh OPEC cộng vẫn chưa bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng một ngày sau tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, ba nguồn tin từ các nhà sản xuất OPEC cộng cho biết họ có thể duy trì mức cắt giảm nếu nhu cầu dầu không phục hồi. Kể từ cuối năm 2022, OPEC Cộng đã thực hiện một loạt các đợt cắt giảm sản lượng do sản lượng khai thác, từ Mỹ và các nhà sản xuất không thuộc tổ chức này tăng lên, đồng thời lo ngại về nhu cầu dầu khí các nền kinh tế lớn gặp khó khăn trong môi trường lãi suất cao. OPEC Cộng hiện đang cắt giảm sản lượng khoảng 5,86 triệu thùng một ngày, tương đương khoảng 5,7% nhu cầu dầu toàn cầu. Việc cắt giảm này bao gồm 3,66 triệu thùng một ngày của các thành viên OPEC cộng có hiệu lực đến cuối năm 2024 và 2,2 triệu thùng một ngày cắt giảm tự nguyện của một số thành viên sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 năm 2024. Giá dầu trong năm nay đã nhận được sự hỗ trợ từ căng thẳng tại Trung Đông. Dù lo ngại về tăng trưởng kinh tế và lãi suất cao vẫn là yếu tố chính gây sức ép lên thị trường dầu. Giá dầu Brent hồi đầu tháng 5 đã chạm mức thấp nhất của 7 tuần, đóng cửa ở mức 83,44 USD một thùng.